Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ chỉ có một câu chuyện lớn duy nhất ha. Và câu chuyện này của một người anh, và Nguyễn cũng hay nhắn tin và nói chuyện với anh ở trên Facebook á. Thì trong cái lúc mà anh rảnh rỗi thì anh soạn một cái email rất là dài luôn để kể lại về những cái sự kiện tâm linh mà anh đã chứng kiến cũng như là được nghe kể lại suốt từ lúc mà còn nhỏ cho đến giờ. Và trước khi đi vào nội dung của video này thì các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật, những câu chuyện tâm linh của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Và còn một điều nữa là ngày xưa nếu mà những bạn nào theo dõi Nguyễn hơn năm rồi đó thì chắc là các bạn sẽ nhớ cái tập 18, 19 gì đó mà Nguyễn kể lại giữa cái phần 2 bộ truyện Câu Chuyện Của Quỷ do Nguyễn sáng tác. Thì ngày xưa là mình kể lại cho mọi người nghe nhưng mà do nó quá là phức tạp đi cho nên là bây giờ mình quyết định là sẽ đọc lại ở trên kênh Hồ Sơ X. Và cũng đang đọc tới cái phần 2 trò chơi sinh tồn rồi. Cho nên là các bạn nếu muốn nghe lại thì hãy truy cập vào đường link ở bên dưới. Nguyễn đã để cái đường link của kênh Hồ Sơ X rồi ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay mà Nguyễn đặt tên là Quỷ Nhập Tràng ở Châu Đốc. Như mình vừa nói xong thì câu chuyện này của một người anh, và anh này mình xin phép đặt tên lại tên là Bảo ha. Nói sơ về anh Bảo chút xíu, anh sinh năm 1991, năm nay cũng 30 rồi các bạn, và quê thì ở thành phố Châu Đốc, An Giang. Và nghề nghiệp hiện tại của anh là kiến trúc sư, sống và làm việc ở thành phố Long Xuyên. Gia đình bên nội của anh Bảo thì theo đạo Cao Đài, còn bên ngoại thì theo đạo Phật. Và riêng bản thân anh thì anh theo cái đạo của bên ngoại ha. Anh Bảo này từ lúc mới sinh ra đã là một người có cái sợi dây kết nối vô hình với lại cái thế giới tâm linh rồi. Và trong rất là nhiều những cái video mà Nguyễn kể, thường những cái người như vậy họ nhận thức được từ rất là sớm và họ nhớ tất cả những cái gì đã trải qua với họ có liên quan tới tâm linh. Hồi mà còn nhỏ đó thì anh thường xuyên nằm mơ lắm. Nhưng mà không phải giấc mơ bình thường đâu, mà toàn là những cái cơn ác mộng không à. Anh mơ thấy vong nè, xong rồi mơ thấy bị rượt đánh, xong rồi nói chung là những cái giấc mơ mà nó làm cho một đứa con nít và tầm tuổi đó thì một là nhớ, hai là anh cảm thấy rất là sợ. Nhưng mà cũng chính vì những cái sự việc như vậy nó xảy ra liên tục làm cho anh Bảo giống như là bị chai. Và sau này khi mà anh gặp những cái sự kiện tâm linh thì anh phản ứng nó cũng khác so với người bình thường. Câu chuyện đầu tiên anh viết trong email thì cũng xảy ra ở Châu Đốc luôn ha các bạn. Và nếu mà ai ở Châu Đốc thì chắc là sẽ biết cái con sông Vĩnh Ngương. Và cái cây cầu Vĩnh Ngương nối liền hai thị xã Châu Đốc và thị xã Vĩnh Ngương. Và nhà nội của anh á, thì ở bên bờ bên này á, là thuộc cái thị xã Châu Đốc. Nhà bà nội của anh ngày xưa thì thuộc cái kiểu nhà sàn miền Tây thì chắc là các bạn cũng không lạ gì rồi ha. Ở cái mặt trước của nó thì là giáp mặt lộ, và mặt sau á, là nó có một cái gian bếp và nó hướng ra mặt sông. Và bên cạnh ngay chỗ cái sàn bếp ở phía sau á, nó là một cái cây gáo rất là lớn. Ngày xưa ở miền sông nước thì cây gáo nó mọc rất là nhiều luôn, và nó cao giống như là trứng cá nhưng mà nhìn thì nó gọn hơn. Và nếu những cái cây nào mà sống lâu năm thì nó rất là to. Và bà nội của anh kể lại là khi mà ba của anh còn nhỏ đó, độ tầm khoảng 2-3 tuổi gì thôi. Cái ngày hôm đó kiểu ba của anh đang chơi trong nhà vui vẻ bình thường lắm, đang giỡn sẵn giữa ban ngày gì đó. Thì tự nhiên đến đêm ha các bạn, kiểu ba khóc quá trời khóc luôn, mà người đó nó cứ nóng lên xong rồi nó sốt. Mà không biết bị làm sao hết, chùm khăn xong rồi hạ nhiệt đủ kiểu luôn nhưng mà cũng không có thuyên giảm được. Trước một cái tình cảnh như vậy cho nên là ông bà nội của anh mới dông xuồng tìm đến nhà một cái ông thầy. Mặc dù anh nói không rõ trong email nhưng Nguyễn nghĩ là những cái thầy thuốc ngày xưa thì đa phần người ta cũng biết về những cái chuyện tâm linh. Và rất là may mắn ha các bạn, tới ngay nhà của ông thầy đó thì ông thầy ông phán đúng một câu như thế này nè. Ông kêu á là trên cái cây gáo sau nhà có một cái con quỷ, nó muốn bắt con của ông bà. Và nếu ông bà để con qua đêm nay thì thằng nhỏ này chắc chắn là nó sẽ chết. Cũng may á là ông bà đưa nó đến gặp tôi kịp. Và khi mà nhận được cái sự giúp đỡ của ông thầy rồi, chữa trị xong xuôi, cúng kiến xong xuôi hết, thì ông bà nội với lại thì cũng đưa ba của anh Bảo đi về nhà đó. Và quả nhiên sáng hôm sau thì khỏe mạnh lại bình thường, không có gì xảy ra hết. Và lập tức là ông nội của anh chặt phăng đi cái cây gáo đó luôn. Xung quanh nhà anh thì nó cũng có nhiều thứ lắm ha. Ngoại trừ cây gáo đã bị chặt đi thì nó còn có một cái hẻm kế bên nhà nữa.
Cái hẻm này á, là mọi người thường dùng để đi từ ngay chỗ đường lộ đi xuống sông. Và ngày xưa đi bán mắm á, thì cứ đi thẳng bằng con đường hẻm đó. Và những cái người yếu bóng vía thì hay nói lại là họ thường xuyên bị xô nè, bị kéo hoặc là họ bị gọi tên. Cái khu vực mà cặp bờ sông Vĩnh Ngương nhà anh ngày xưa á các bạn, và cái thời mà chiến tranh biên giới thì các bạn biết là người ta chết rất là nhiều, cho nên những cái vong hồn vì vậy á cũng nhiều. Sau này khi mà ba của anh lớn lên ha, gặp cưới mẹ anh, sinh ra anh, và lúc mà anh bắt đầu có thể nhận thức được á, thì ông bà nội mới cơi nới thêm một cái gian nhà nhỏ phía sau cái sàn bếp chỗ cây gáo đó, và xây thêm một cái căn nhà. Và gọi là căn nhà vậy thôi, nhưng thật ra nó cũng chỉ là một cái nhà sàn các bạn. Và tất nhiên khi mà lùi về gần tới cái mặt sông như vậy, thì cái nhà sau này của ba mẹ anh á, thì nó cũng nằm ngay sát trên con sông, và nó là kiểu cái nhà sàn chống lũ á. Bạn nào ở miền Tây thì chắc là cũng không lạ gì nữa rồi ha. Và anh Bảo này, anh kể là lúc mà anh bắt đầu nhận thức được tầm khoảng 5-6 tuổi gì đó, thì anh nhớ có cái đêm nọ kìa, tự nhiên á, đang ngồi trong nhà thì chó trong xóm sủa quá trời luôn, nên cả nhà mới kéo nhau mở cửa ra coi coi là có ăn trộm hay gì không. Và cái thời điểm đó thì điện nó yếu lắm các bạn, nó chập chờn lắm chứ nó không được ổn định như bây giờ. Khi này nè, ba mẹ của anh mở cửa lớn ra đó, thì cái ánh đèn ở trong nhà nó hắt ra bên ngoài, làm cho mình nhìn có thể lờ mờ được. Ba mẹ thì chạy thẳng ra ngoài luôn để tìm coi là có ăn trộm hay không. Và anh đứng ở trong nhà ngay trước cửa đó, thì anh thấy rõ ràng là có một cái bóng đen ha, nó in lên trên cái vách đó các bạn. Sau đó là nó lướt một dọc qua hết mấy cái nhà hàng xóm. Mà các bạn biết nhà sàn thì cho nên là làm bằng cây cơ mà, có cái ánh đèn điện hắt ra hắt vô như vậy thì nhìn nó rất là rõ ràng, và chắc chắn là không thể nào nhìn sai được. Và dĩ nhiên là chỉ có mình anh Bảo này anh nhìn thấy thôi, trong khi ba mẹ của anh đứng ở phía trước á, không thấy người đi, không có thấy ai qua lại hết. Vậy thì cái bóng đó chắc chắn không phải là người sống rồi. Nhưng mà do như Nguyễn vừa nói là anh này cũng gặp nhiều quá, cho nên thấy như vậy anh mặc định trong đầu á chắc là ma, nhưng mà anh cũng không kể và anh cũng không sợ luôn. Và tiếp theo sau đó nữa, khi mà anh Bảo này tầm khoảng 7-8 tuổi, và cũng trong một cái buổi tối khi mà anh đang ngồi ở trên nhà nội đó để mà chơi với mấy anh chị với lại cô chú, ba mẹ của anh thì nằm ở trong phòng ở dưới gian dưới để mà coi tivi rồi. Và thói quen của những cái người ngày xưa ở vùng quê các bạn là khu vực nào mà không có người á, thì họ sẽ tắt hết điện đi. Cho nên vào cái thời điểm đó chỉ có nhà của bà nội với lại trong phòng của gian nhà dưới của ba mẹ anh á, là có điện. Và từ chỗ nhà nội nào muốn đi vào trong được cái phòng của ba mẹ á, thì đầu tiên ha là phải băng qua ngay chỗ cái sàn bếp sau của nhà nội. Tiếp đến là một cái gian nhà giữa, rồi còn phải băng qua thêm một cái bếp nữa thì mới vào được phòng của ba mẹ. Mà lúc mà đang ngồi chơi bình thường như vậy thì tự nhiên anh muốn anh đi về phòng, đi về nhà của mình á, thì anh mới từ nhà bà nội băng qua. Nhưng mà vừa đi thì sợ lắm các bạn, do là cái khu vực ở giữa là đâu có điện đâu. Cứ vừa đi mà anh vừa giáo giác anh nhìn xung quanh nè. Và đúng á, là nghi cái gì, sợ cái gì á, thì lập tức là gặp cái đó. Lúc mà anh bắt trớn anh chạy ha, đang chạy một mạch nhắm thẳng xuống dưới nhà của mình á, đi qua cái nhà bếp, đi qua cái gian giữa thì không sao hết. Tự nhiên đi tới cái gian bếp của gia đình anh á, ngay chỗ đó nó có cái toilet các bạn. Thì giống như là trời xui đất khiến hoặc là một cái thế lực nào đó bắt buộc anh phải quay đầu nhìn vào trong cái toilet đó. Thì lập tức anh thấy ha, có nguyên một cái bóng trắng đứng ở trước cửa toilet mà nhìn anh chằm chằm luôn. Mặc dù như vậy nhưng mà anh không để ý được, tức là anh không nhìn thấy rõ được là tay chân của người đó làm sao hết. Chỉ biết là người ta kiểu tóc dài xong rồi mặc một cái bộ đồ màu trắng phủ từ trên phủ xuống thôi. Mặc dù chỉ có bao nhiêu đó nhưng anh nhận ra đây chính là một cái người phụ nữ. Mặc dù nhìn thấy như vậy xong nhưng mà anh cũng bình thường lắm các bạn, cứ bay thẳng vô trong phòng của ba mẹ mình nằm coi tivi. Anh không hề kể lại, cũng không sợ gì luôn. Và đó là lần đầu tiên anh gặp cái vong của người phụ nữ đó, cũng là cái lần bắt đầu cho những cái sự kiện sau này. Mọi chuyện cứ trải qua như vậy cho đến khi mà anh học lớp 3 ha, thì ba mẹ của anh cho anh ra ngủ riêng vì cần cái chỗ trống cho em gái của anh nằm ngủ đó. Anh không có ngủ trong phòng với ba mẹ mình nữa, mà anh ngủ, ba mẹ của anh mua cho anh một cái giường đơn, và cái giường được đặt ở trước cửa phòng của ba mẹ ha. Và chỗ anh nằm thì nó giống như là cái trung tâm của cái nhà vậy đó các bạn, từ đó có thể nhìn được bao quát xung quanh luôn. Chỉ có điều là nó nằm sát cái vách thôi. Và bản thân anh này thì mặc dù là gặp nhiều, có những lần anh không sợ nhưng mà về chung quy thì anh cũng hơi ớn ớn. Cho nên là mỗi lần ngủ một mình như vậy thì anh bảo ông tương đó là lo lắng. Và anh còn nhớ rõ có cái đêm đó anh cũng nằm ở ngoài ha, chuẩn bị thiếp đi rồi. Lưng của anh á, thì dựa sát vào trong cái vách. Mền á, thì trùm kín hết trơn.
nóng lắm các bạn, nhưng mà giờ không dám bỏ cái mền ra. Hai con mắt thì vẫn cứ nhìn giáo giác xung quanh như vậy là để quan sát. Nếu lỡ như có cái gì thì anh định bụng là sẽ la lên hoặc là anh bỏ chạy. Và ngay cái lúc nằm ha, đang lúc mệt lắm rồi, trời thì nóng quá trời nóng luôn, thì đột ngột tự nhiên không khí nó lạnh xuống một cách dã man. Và dần dần anh cảm giác là có cái gì đó đang chuyển động ở ngay sau lưng của mình. Và một hồi sau thì anh biết rõ luôn á là có một cái bàn tay đó các bạn. Nó thò từ trong cái vách, nó thò ra đụng vào trong cái eo. Và tất cả những cái móng tay của nó rất là dài và nó dùng cái ngón trỏ đó chạm nhẹ vào trong cái eo của anh làm cho anh giật bắn mình. Khi này sợ quá rồi, anh ngất xỉu luôn ha. Bất tỉnh không hay biết gì hết. Và sáng hôm sau anh thức dậy đó thì anh chạy lên nhà nội để anh kể lại câu chuyện đó, nhưng mà không ai tin. Giống như là thấy thằng này con nít chắc nằm ngủ nằm mơ, hoặc là kiểu trong gà hóa cứu nói bậy nói bạ vậy thôi, chứ không ai tin là anh gặp hết. Và có một cái chi tiết nữa, anh chắc chắn là mình không thể nào nhìn lầm, hoặc không có ai có thể nào mà trêu anh được. Tại vì ngay sau cái vách của anh á, nó chính là cái bờ sông. Và như Nguyễn có nói, gia đình cái nhà đó là cái nhà sàn chống lũ, cho nên là nó rất là cao luôn. Không có ai có thể mà trèo lên trên cái vách đó mà thọt tay qua những cái kẽ hở mà chạm vào anh như vậy được hết. Chỉ có thể là người âm mà thôi. Và cũng kể từ sau cái sự việc đó thì mỗi lần nằm ngủ thì anh đều lấy một cái gối ôm á, đặt sát vách xong rồi tựa lưng mình vào trong cái gối ôm, chứ không có dám tựa thẳng vào trong vách nữa. Và sau này khi mà em gái của anh lớn lên thì hai anh em được cho ra cái giường ở ngoài phòng khách để ngủ. Và gọi là phòng khách chơi cho nó vui vậy thôi, nhưng thật ra nó là cái khoảng không ở trước cái gian bàn thờ. Và trước đó thì nó có một cái cửa mở ra ban công, và ban công nhà của anh là nhìn thẳng ra cái mặt sông ha. Và đêm đó khi mà hai anh em đang nằm coi tivi thì tự nhiên trời nó cúp điện các bạn. Ba mẹ lúc đó là ngủ ở trong phòng rồi, và em gái nằm bên cạnh của anh thì cũng ngủ mất đất từ cái lúc nào, và chỉ còn mình anh thức thôi. Khi này cũng nằm trằn trọc chưa ngủ được các bạn, cho nên là anh cứ nhìn lên trên cái vách nhà như vậy nè. Và đang yên đang lành thì tự nhiên anh thấy có hai cái đốm sáng. Hai cái đốm đó nhìn giống như là cái con đốm đốm hay là cái gì đó, nói chung là cũng mập mờ lắm các bạn. Mà lạ cái ha, mỗi lần mà anh nhìn vào cái đốm nào á thì là cái đốm nó tắt, và khi mà anh nhìn qua cái chỗ khác á thì hai cái đốm nó lập tức là sáng cùng lúc luôn. Và khi này thì anh bảo anh cũng không nghĩ gì đâu, cứ nhìn như vậy thôi. Nhưng đột nhiên một hồi ha, hai cái đốm đó biến mất một lượt luôn các bạn, và thay vào cái vị trí đó là hai cái hình ảnh nó giống như á là hai cái con mắt rắn như vậy đó. Nhưng mà thay vì cái tròng nó màu đen thì bây giờ cái tròng nó màu đỏ tươi như là máu luôn. Và anh tả lại là nó to giống như là cái đầu người vậy đó. Nó cứ dần dần tiến sát về cái vách mùng của anh. Và cái con mắt đó các bạn, nó cứ chớp xong rồi nó mở, nó cứ chớp xong rồi nó mở ra và nhìn trưng trưng vào chỗ mà anh bảo này anh đang nằm luôn. Lúc đó sợ quá trời rồi, đâu nói năng được gì đâu, và người ngợm tiệm không nhúc nhích được, chỉ biết nằm đó mà chịu trận thôi. Và một hồi sau khi mà anh hoàn hồn lại đó, anh không hề biết là cái gì đang diễn ra hết, và anh chỉ biết là mình gặp ma. Và rất là may mắn ha, đang nằm không biết phải làm gì thì tự nhiên nghe tiếng của mẹ anh trong phòng chuẩn bị bước ra ngoài đi toilet đó. Thì anh lập tức anh kêu lên là mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Và khi mà gặp mẹ thì anh mới bắt đầu là sợ thật sự ha các bạn. Muốn cởi mà cởi không được, cứ khóc xong rồi đấm thình thịch vào ngực luôn á. Và mãi một hồi sau khi mà bình tĩnh lại thì anh mới nói cho mẹ nghe. Và cái đêm đó mẹ anh cũng mở cái mùng ra chui vào để mà ngủ cùng với hai người con của mình. Và khi đó anh biết là mình gặp như vậy rồi, nhưng mà cũng không giải thích được nguyên do là cái vong đó ở đâu hay là như nào đâu. Nhưng mà mãi sau này lớn lên thì anh mới biết á, hai cái đôi mắt đó chính là cái người phụ nữ mà anh gặp một lần lúc mà đi ngang từ nhà nội chạy xuống mà đi qua cái toilet á, thì chính là cái người đó hiện ra để mà nhát anh. Sau cái sự kiện đó thì không biết là mẹ anh có cúng kiến hay là mời thầy bà gì không, nhưng mà do anh bảo này cũng chưa có lớn còn nít mà, lo ăn lo chơi rồi một thời gian sau thì anh cũng quên. Và cái sự kiện tiếp đến nó cũng xảy ra vào một cái buổi cúp điện luôn ha các bạn, nhưng buổi đó là buổi chiều. Anh bảo này cùng với lại mấy anh chị em ở trong nhà đi tìm cái gì đó mà anh lâu rồi anh cũng không nhớ nữa, nhưng mà đi vào trong cái gian, cái căn phòng ở trong cái gian nhà giữa, có nghĩa là cái gian nhà mà giữa cái nhà của ông bà nội và cái nhà của anh đó. Và trong cái phòng đó nó có một cái giường để ở sát góc. Và bình thường thì phòng này nó vẫn có người ở ha các bạn, tại vì gia đình bên nội anh thì cũng đông lắm. Khi này mấy ông anh cầm cái đèn pin vào trong đó rọi để kiếm. Thì anh cũng ngó xung quanh như vậy đó, nhưng mà anh nhớ là không có kiếm được gì hết, cho nên là mọi người mới quay lưng bỏ đi. Và cái lúc mà đang đi trên đường đi ra ngoài đó các bạn, thì lập tức là anh bảo này anh nghe văng vẳng bên tai anh có tiếng của một cái người đàn ông hét lên á là đi ra ngoài mau.
Tại cái thời điểm đó thì anh Bảo chưa sợ đâu ha, nhưng mà khi bước ra khỏi căn phòng rồi thì mới bắt đầu run run. Và nghe mọi người kể lại đó là trong căn phòng đó nó cũng có nhiều chuyện lắm các bạn. Và điển hình đó là chỉ có những cái người trong gia đình được phép ngủ ở bên trong thôi. Còn nếu như anh em bạn bè nè, mấy cái người bà con xa hoặc hàng xóm đó đi vào trong nhà anh mà ngủ trong căn phòng đó thì kiểu gì nửa đêm cũng cuốn đồ đạc chạy đi hết. Và thậm chí nhiều khi là người ta chạy ra khỏi nhà luôn chứ không có dám ở. Về những cái sự kiện tâm linh trong nhà của anh Bảo chưa dừng lại đó ha. Sau này khi mà anh gái của anh lớn thêm đó thì ba mẹ có làm thêm một cái phòng ở gian bếp cho em gái ngủ, còn anh thì vẫn ngủ ở cái giường trước ngay chỗ cái bàn thờ như là bình thường. Và cái đêm đó đang chuẩn bị ngủ các bạn thì anh nghe thấy tiếng của mẹ mình lục cục ở dưới bếp, thì chắc đinh ninh là bà đang nấu nước để mà trụng mì á. Thì anh mới lăn người qua để anh hỏi coi là mẹ anh làm gì vậy. Thì vô tình trong cái lúc lăn thì anh lại nằm sát ngay chỗ cái vách mùng. Và trong cái khoảnh khắc đó thì anh nghe thấy tiếng của mẹ mình nói bên tai là mẹ nấu mì, ăn không? Thì ngay lập tức anh đang đói mà, trả lời lại là dạ có, con ăn với. Cứ tưởng đó là mọi chuyện bình thường ha. Nhưng mà sau khi nói xong cái câu đó thì tiếp tục lần thứ hai, anh lại nghe tiếng mẹ của mình hỏi là mẹ nấu mì, ăn không? Nhưng lần này là anh để ý cái âm thanh nó phát ra từ cái hướng bếp. Còn cái âm thanh lần đầu tiên mà hỏi anh thì nó phát ra ngay chỗ cái vách nhà. Thì khi này anh biết rồi, chắc chắn là anh lại bị chọc. Và cái người chọc anh không ai khác chính là cái người phụ nữ lần đầu tiên anh thấy ở ngay chỗ cái toilet. Khi này anh mới trả lời với mẹ mình là thôi không ăn nữa. Anh mới quay vào trong ôm cái mời và nhìn giáo giác xung quanh nhà. Và đó cũng là cái lần cuối cùng mà anh bị cái người phụ nữ đó nhát. Anh có viết lại trong email thì cũng không hẳn gọi là nhát nữa các bạn. Kiểu như là cái người đó chỉ muốn làm cho anh biết là bả có tồn tại ở trong ngôi nhà của anh thôi. Và chỉ mỗi một mình anh thấy được bả. Và cũng có đôi lần anh thấy là ba mẹ anh mua đồ về cúng ở trong góc nhà, nhưng mà cúng vào ban đêm. Nhìn là biết cúng cái gì rồi, nhưng mà anh cũng không hỏi ha. Mặc dù hiện thì hiện như vậy, nhưng cái người phụ nữ đó cũng phù hộ và che chở cho gia đình của anh Bảo mấy lần luôn. Và anh kể là ngày xưa gia đình của anh làm cái nghề đồ lậu, giống như là bao gia đình kiểu sống vào cái thời biên giới, gần gần biên giới cái thời đó mà các bạn. Tức là buôn đồ ở bên kia biên giới về Việt Nam và đưa cho chỗ mấy cái cửa hàng đó. Công an lên xét nhà hoài à, nhưng mà ví dụ vào trong nhà anh ha, 10 lần á, thì hết 8-9 lần bị che mắt rồi. Mặc dù là đồ mới nhập về để sờ sờ ở ngay đó luôn, nhưng mà công an đi lên, điên vòng lên lên xuống xuống như vậy nhưng không tìm được cái gì hết. Cho dù có lục tung cả cái nhà lên cũng không thấy luôn. Và cái câu chuyện tiếp theo thì anh được nghe mọi người kể lại ha. Đối diện nhà của bà nội anh là ngay cái mặt trước chỗ cái đường lộ đó. Nhìn sang bên kia nó là một cái công xưởng rượu. Thì các bạn cứ hiểu nôm na cái công xưởng rượu là một cái nhà máy sản xuất rượu ha. Và chỗ đó thì nó có từ rất là lâu đời rồi, nhưng mà bị bỏ hoang cũng từ lâu luôn. Và anh không rõ là nó được thành lập năm nào, nhưng mà lúc anh còn nhỏ vừa mới sinh ra đó là đã thấy có cái công xưởng rượu đó rồi. Và một cái buổi chiều mưa hôm nọ thì cả cái xóm khu vực anh sống người ta nháo nhào hết trơn luôn. Xóm trên nè, xóm dưới nè, họ la ôm sờm hết. Và một hồi sau thì họ mới kéo nhau đi ra coi bác sĩ pháp y khám nghiệm cái xác chết chìm. Ngay chỗ nhà của bà nội anh cách chỗ khám nghiệm khoảng 5-6 căn nhà thôi ha. Vừa bước tới á thì anh nghe được cái tin là cái người chết này mới hôm qua. Nhưng mà không hiểu sao á là cái mùi hôi thối nó bốc lên kinh khủng lắm kìa. Từ lúc trước cửa nhà của bà nội là đã nghe cái mùi đó rồi. Và thậm chí trong gia đình có nhiều người ta xịt cái nước thơm vào trong cái khẩu trang đó, người ta đeo lên, nhưng mà vẫn còn nghe cái mùi đó ghê lắm kìa. Anh Bảo này anh kể lại là cái xác chết đó của một cái người đàn ông ha. Mà ông hiểu sao mà ông chết mới có ngày hôm qua thôi. Xác chưa có dấu hiệu gọi là bị phân hủy, nó quá là nặng nề, nhưng mà cái mùi hôi nó bốc đã lan tỏa như vậy. Và trong cái tư thế là người cũng cứng ngắc hết trơn ha. Hai tay hai chân á là bị đưa thẳng lên trên trời trong cái tư thế nằm ngửa. Da thì tái nhợt, cái mặt của ổng á là nó kiểu nó biểu nó đau đớn lắm kìa. Và cái miệng á thì bị há hốc ra. Và khi mà coi xong xíu nữa anh về nhà thì mọi người mới kể lại á là cái ông này đêm qua ổng đi nhậu về các bạn. Đang cái mùa nước nổi nữa, ổng đi lên trên cái cầu ván sao đó không biết mà bị té xuống sông, và ổng kẹt cái đầu dưới cái sàn và cái cây cầu, rồi dẫn đến là cái chết của ổng như vậy. Và sau cái hôm vớt xác cũng như là khám nghiệm tử thi thì người ta phát hiện ra có một cái người đàn ông. Và cái ông này gọi là ông Năm. Và không ai xa lạ hết, chính là người trong gia đình của anh Bảo luôn. Ông Năm này là em rể của bà nội ha. Cái buổi sáng hôm đó người ta phát hiện là ông nằm ngất xỉu ở ngay cái chỗ á mà phát hiện ra cái tử thi. Đưa ông Năm về nhà xong rồi, đợi ông tỉnh lại thì ông mới kể đó.
Thì lúc sáng ổng hay có cái thói quen là để tập đi bộ tập thể dục lắm các bạn, và thường đi vào lúc 4 giờ sáng. Tới cái lúc mà chạy bộ ngang chỗ đó thì tự nhiên ổng nhìn qua chỗ vách tường của cái công siêu rượu á, thì ổng nhìn thấy có một con chuột cống to lắm chạy ở trên cái tường, cho nên là ổng mới quay đầu để ổng nhìn theo. Thì khi mà ổng quay đầu ổng nhìn theo cái con chuột đó thì bỗng nhiên ổng thấy rõ ràng luôn nha, là trên vách tường đó có hai cái bàn tay to thiệt là to, giống như là nó bám lên trên cái thành tường đó các bạn, rồi tiếp tục á là nâng 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 từ từ lên và rồi lộ ra nguyên một cái đầu luôn. Ông Năm ổng kể lại là cái đầu đó to lắm, thò lên như vậy nè, cái mặt rất là thấy ghê, nhìn thẳng vào ông Năm, sau đó là nhe răng ra cười một cái. Và ổng nhận ra đây chính là cái gương mặt của người đàn ông bị chết chìm ngày hôm qua. Sau đó ổng té xỉu xuống, ổng không có biết trời trăng mây gió gì hết, cho đến khi mà ổng tỉnh dậy, ổng thấy là ổng đang nằm trong nhà và rất là nhiều người bu quanh ổng luôn. Và hồi nhỏ đó, anh Bảo này có một cái thói quen ha các bạn. Và hễ mà mỗi lần anh đi ngang qua cái đám ma nào thì anh hay nhìn vào để mà coi cái di ảnh người mất. Nhưng cho đến một cái hôm diễn ra một cái sự việc làm cho anh sợ cho tới tận bây giờ, mỗi lần anh đi ngoài đường thấy đám ma thì anh luôn luôn niệm Phật ở trong đầu, quay đầu vào chỗ khác chứ không có dám nhìn nữa. Tối một cái hôm nọ khi mà anh đi học thêm về á, thì ở xóm trên nó có một cái đám ma ha, và bắt buộc là anh phải đạp ngang qua chỗ đó thì mới về nhà được. Và khi tới thì anh vẫn giữ nguyên cái thói quen cũ là nhìn vào xem cái di ảnh là ai, rồi sau đó là anh đạp về luôn. Và khi mà vừa vào tới cái cổng nhà các bạn, chưa kịp dắt xe nữa, đứng ở trước thôi là 4-5 mấy con chó mực ở trong nhà có ông bà nội nuôi á, nó chạy rừng ra ngoài, nó đứng nó sủa inh ỏi luôn. Nhưng mà lạ lùng một điều là mấy con chó này nó chỉ đứng chỗ cái bàn thờ gia tiên, sau đó chu mỏ ra bên ngoài và sủa thôi, chứ không có chạy ra để mà mừng anh giống như là mọi lần. Và lúc đó anh nghĩ trong đầu là chắc mấy con chó nó không có nhận ra chủ của nó, nó tưởng người lạ vào trong nhà cho nên là mới phản ứng như vậy. Anh cũng lên tiếng, anh cũng kêu, anh cũng nói, nhưng tụi nó vẫn sủa là vẫn sủa. Một lúc sau á, anh mở cổng rào đi vào trong nhà, cất cái xe đạp tiến tới sau lưng của mấy con chó, nhưng tụi nó không để ý gì đến anh hết, vẫn chăm chăm á, nhìn ra ngoài cái cổng rào và sủa lên inh ỏi như vậy. Và lúc này nè, anh mới đứng từ trong nhà ha, nhìn ra chỗ mấy con chó, theo hướng mấy con chó đó các bạn, thì anh thấy ngoài kia không hề có bất kỳ một bóng người nào hết. Thì lúc này nè, bắt đầu trong đầu là nhảy số liền. Anh nhận ra đó, chắc là có lẽ lúc mà anh đi ngang qua chỗ cái đám ma đó, anh có nhìn vào trong cái di ảnh của người mất, cho nên á là cái vong của họ theo anh về đến tận nhà, nhưng mà không có vào bên trong được do là có cái bàn thờ gia tiên và mấy con chó mực nó đứng nó sủa. Và kể từ đó về sau anh dẹp luôn cái thói quen là nhìn vào di ảnh của người chết như vậy ha. Và anh có nhắn nhủ ở trong email là những cái bạn nào hoặc là những cái anh chị, cô chú nào mà có con hoặc là cháu á, nếu mà chở đi ngang qua những cái đám tang thì dặn con cháu là không có được nhìn vào, không có được tò mò, tại vì không có biết là mình sẽ xui xẻo vào cái lúc nào đâu. Huống hồ chi đặc biệt là gia đình của anh thời đó là còn ở ngay chỗ cái sát cái bờ sông như vậy nữa, một cái khu mà nó có quá nhiều những cái lịch sử và nhiều người mất đi. Và nhắc tới cái chuyện sông nước thì chắc chắn là không thể nào bỏ qua cái câu chuyện ma da. Và bản thân anh Bảo này cũng có một lần anh gặp ha. Bên phải nhà của anh Bảo thì có một cái nhà máy cưa gỗ rất là to ha. Và chính vì là nhà máy cưa gỗ như vậy cho nên là ở dưới sông người ta có ngâm rất là nhiều những cái thân cây, giống như là thân cây cổ thụ vậy các bạn, rất là lớn luôn, cỡ 2-3 người đàn ông ôm thì mới hết. Và dân trong vùng của anh thì gọi là cây xúc, và họ ngâm xuống nước như vậy để dành xẻ gỗ bán từ từ đó. Và cái buổi tối hôm đó thì anh đang ngồi ở ngay chỗ cái ban công trong cái gian nhà của anh á. Thì có nghĩa là cái ban công trong gian nhà của anh ha là nhìn thẳng ra mặt sông. Còn cái mặt tiền trong gian nhà của bà nội á thì lại nhìn thẳng ra ngay chỗ cái công siêu rượu, có nghĩa là nằm ngay chỗ cái đường lộ. Và trong cái lúc đang ngồi ngắm xa, ngắm trời, ngắm cảnh như vậy các bạn, thì bất giác anh nhìn về phía chỗ cái nhà máy, chỗ mấy cái cây xúc á, thì anh thấy là ở dưới cuối cùng của cây xúc sát mặt nước có một cái bóng đen đang ngồi. Và cái bóng này là bóng của một cái người đàn ông thôi các bạn. Và thoạt đầu tiên á thì anh không nghĩ đến chuyện tâm linh đâu, mà anh tưởng chắc là ông nào đi ra ngoài đó để mà đi toilet. Tại các bạn biết dưới quê trăng thanh gió mát mà. Nhưng mà để ý ngồi thì anh mới nghĩ lại trong đầu thì không phải đâu. Cái này á không phải là bóng của người bình thường được, lý do là cái bóng đó nó ngồi yên một chỗ bất động, không có nhúc nhích. Thứ hai nữa là cái gương mặt của người đó đang nhìn về phía bên kia bờ sông, nhưng mà nó kiểu không có nhìn thấy rõ được nhân dạng các bạn. Nó chỉ có một màu đen thôi, và theo như anh Bảo kể lại á là nó đen còn hơn là những cái bóng tối xung quanh nữa. Cho nên lúc này anh biết cái đó không phải là người, mà thường á mọi người hay nói là ma da.
Mặc dù thấy như vậy nhưng mà anh nghĩ là người ta không đụng chạm gì mình, cho nên là thôi anh mới đi vào trong nhà để ngủ, nhưng vẫn hơi sợ sợ ha. Và bẵng đi thời gian sau, khi mà quên đi cái hình ảnh đó rồi, thì anh Bảo này cùng với những cái người trẻ con ở trong xóm á, cũng đi ra ngoài khúc sông đó để mà bơi như bình thường. Cho đến một cái lần nọ, ở hai bên nhà của anh Bảo thì có hai cái nhà máy xẻ gỗ khác nhau và nó chung một chủ ha. Và ông chủ đó đó, ổng có một cái người con tạm gọi là anh A đi. Và trong một cái buổi chiều nọ, khi mà đám trẻ con của anh Bảo này nè là đang bơi ở chỗ lần đầu tiên mà anh nhìn thấy cái bóng của Maya đó, bơi từ chỗ đó xong bắt đầu là bơi lên chỗ cái nhà máy xẻ gỗ thứ hai, thì cái đoạn đó nó cũng không có xa lắm đâu các bạn, thì trẻ con dưới quê mà bơi vậy là bình thường. Thì đang lúc bơi giữa chừng á, thì tự nhiên cái ông A đó ổng la lên quá trời luôn, ổng la lên là ấy da ấy da ấy da, đau quá đau quá. Khi này mọi người không biết là cái ông A đó bị gì, cho nên là mới kéo nhau hết lên trên bờ, thì mới phát hiện ra đó là trên cái bắp chân của ông A đó có một cái dấu răng cắn rất là sâu, sâu tới độ rướm máu luôn các bạn, và cũng có một vài những cái chỗ lủng nữa. Con nít mà sợ lắm, cho nên là mới chạy qua báo cho mẹ của gia đình của cái ông A đó ông biết. Và lúc đó ba mẹ của anh chỉ sơ cứu thôi, rồi kêu cả đám giải tán, không cho tắm nữa chứ cũng không nói gì thêm. Qua cái ngày hôm sau thì ông A đó ông kể lại đó, là ba mẹ ông kêu là có một cái gốc cây gáo ở ngay chỗ gần bờ sông. Ngày xưa gia đình hay chôn mấy con chó chết chỗ đó lắm, cho nên có thể là ông A này ông bị chó ma cắn. Nhưng mà anh Bảo nghe thì anh kêu là không phải đâu, tại vì cái hàm răng mà in lên trên cái bắp đùi của ông A này là hàm răng con người chứ không phải hàm răng con chó. Tại vì nhìn nó có cái sự khác biệt là biết liền à. Với lại anh còn nhớ là in gần như đủ 32 cái răng lên trên cái bắp đùi luôn. Cho nên anh Bảo vẫn cam đoan á, không phải là bị chó ma cắn mà chính là bị ma da cắn. Và cái sự kiện tâm linh tiếp theo thì anh được nghe em gái với là mẹ của mình kể lại. Và cái hồn ma lần này á là linh hồn của Dượng Hai anh. Dượng Hai là chồng của cô Hai và nhà Dượng Hai thì ở bên Phú Tân á. Có một cái hôm đi đám giỗ về thì Dượng Hai bị tai nạn mất, cho nên là được chôn cất ở nhà bên đó luôn. Lúc mà Dượng Hai còn sống thì cũng hay qua bên nhà nội để chơi lắm. Và tới mùa nước nổi thì đông xuồng qua đi câu các thứ cũng vui vẻ lắm các bạn. Sau khi Dượng Hai của anh mất độ tầm khoảng 1-2 năm gì đó, và trong một cái buổi tối nọ, mọi người đang ngồi trong nhà các bạn, thì nghe ngoài ngã ba sông gần nhà anh á, la lên á là bo, bo. Cái đoạn này giải thích thêm một xíu cho các bạn dễ hiểu ha. Bo bo nó giống như là tiếng lóng vậy đó các bạn. Nó ám chỉ cái tàu của công an đường thủy đi tuần tra trên sông để mà bắt những cái người mà đồ chuyển lậu từ biên giới sang bờ bên đây của Châu Đốc á. Và cái tàu đó thì chạy rất là nhanh ha. Dân trong vùng la lên như vậy để mà ai mà ví dụ mà đã có đang chuyển đồ á thì nhanh chóng là đi núp. Cho nên là mỗi lần nghe cái hai cái chữ bo bo mà phát lên á, là những cái người nào mà ở ngay gần khu vực bờ sông thì đều nháo nhào ra để mà coi. Họ coi coi là công an có bắt được ai hay là không. Và gia đình của anh Bảo này cũng không ngoại lệ ha. Khi mà nghe bo bo đó, mẹ với em gái của anh mới chạy ra ngay chỗ cái ban công mặt sau, nhìn ra ngoài bờ sông. Thì lúc đó cái tàu á các bạn, cái bo bo á là nó chạy từ tay phải nè, nó chạy về phía của gia đình, sau đó nó chạy qua bên kia. Có nghĩa là mẹ với em gái của anh sẽ nhìn về phía tay phải, sau đó dần dần theo hướng tàu á là nhìn dần dần qua phía bên tay trái. Và cái lúc đầu đang nhìn bình thường, đang hóng bình thường lắm các bạn. Nhưng mà cái lúc á đang nghiêng đầu qua bên trái như vậy nè, thì cả hai mẹ con đều hết hồn luôn. Tại vì đứng kế bên họ khi này á, có một người nữa xuất hiện, và đó chính là Dượng Hai đã mất của gia đình. Khỏi phải nói rồi, cả hai mẹ con khi đó là sản hồn hết trơn rồi, cũng tự nhiên trời, bây giờ tự nhiên lại thấy đứng ở bên cạnh luôn mà người chết nữa chứ. Nhưng mà lúc đó vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ đi lùi, và cuối cùng là chạy thẳng vào trong nhà luôn. Tất nhiên khi đó là cũng không có ai dám lú đầu ra để quan sát, để coi là cái vong hồn biến mất chưa, mà chỉ lặng lẽ là trốn đi mất tiêu luôn. Và qua ngày hôm sau kể lại cho anh Bảo nghe như vậy, còn có cúng kiến gì không thì anh cũng không rõ. Khi mà kể ra cho anh Bảo nghe cái sự việc đó thì anh cũng cảm thấy bình thường lắm các bạn. Do là nhà khu nhà mình sống thì giống như là kiểu nó quá nhiều là cái sự việc tâm linh như vậy xảy ra rồi. Và như Nguyễn có kể lúc đầu á, cái chỗ của anh là một cái vùng khu biên giới mà vừa mới qua cái thời chiến tranh nữa, cho nên là những cái vong hồn này nọ kia thì cũng nhiều lắm. Từ nhỏ sinh ra là lớn lên với những cái câu chuyện ma của người lớn kể, bị những cái anh chị lớn ở trong nhà hù dọa nè, và bản thân anh thì cũng nằm mơ thấy nữa. Cứ nằm mơ thấy bị ma quỷ, xong rồi vong hồn, xong rồi xác chết từ đâu trong nhà mà cứ rượt đuổi như vậy ở các bạn. Và cũng chính vì cái lý do đó
nó hình thành trong anh một cái cảm giác thứ nhất á là nó lờn đi, và cái thứ hai nữa là nó ban giống như là kiểu ông trời ban cho anh một cái sợi dây kết nối vô hình với lại cái thế giới tâm linh, và cũng đồng thời cho anh cái giống như là cái giác quan thứ sáu vậy các bạn. Và anh kể là hồi nhỏ đó anh có thể dự đoán được trước tương lai của anh nha, sẽ diễn ra trong vòng đâu đó khoảng một ngày. Ví dụ là buổi sáng anh thức dậy thì anh sẽ biết hôm nay là đi học thế nào, ra về làm sao, và nếu mà mình làm cái này sẽ bị cái gì, làm cái kia là sẽ bị cái gì. Cái này nó giống như là một dạng linh cảm bẩm sinh mà ông trời trao cho những cái người có cái sợi dây kết nối vô hình với lại thế giới tâm linh đó. Nhưng mà có lần xảy ra một cái sự kiện làm anh đánh mất đi cái khả năng đó luôn. Anh kêu là cái buổi hôm đó, buổi tối nha các bạn, tầm khoảng hơn 6 mấy rồi, anh ham chơi mà, đi chơi kiểu quên mất tiêu đường về. Và lúc đó, trong cái lúc mà anh đang đạp xe trên đường mà chạy về nhà đó, thì trong đầu của anh tự nhiên hiện lên một cái hình ảnh là anh bị ba mẹ của anh đánh một cách dữ dội luôn. Và anh bảo này, khi đó là cũng sợ ba mẹ lắm nha, tại vì ba mẹ của anh mỗi lần đánh là kinh khủng lắm. Thì anh mới nguyện ở trong đầu á, anh nhớ rõ ràng anh đã từng nói cái gì và từng cái câu chữ chính xác nó như thế nào luôn á. Anh kêu là Nam Mô A Di Đà Phật, anh niệm 3 lần ha. Và hôm nay con tên là như vậy, như vậy, như vậy nè. Và con đi chơi về trễ sẽ bị ba mẹ đánh. Cho nên con nguyện với trời Phật á, xin cho con đánh đổi tất cả những cái cảm giác của con, tất cả những cái linh cảm của con, để con đi về nhà không bị ba mẹ đánh nữa. Và con xin trời Phật là chứng nguyện cho con. Không biết là do vô tình, trùng hợp hay là do cái nguyên nhân tâm linh, nhưng mà đáng lý ra theo như bình thường thì anh phải ăn một cái trận đòn nhừ tử rồi. Nhưng khi này về nhà ba mẹ vẫn hỏi thăm ha, nói chuyện cười đùa vui vẻ giống như là không hề có cái cuộc đi chơi về trễ nào diễn ra hết. Kể từ đó cho đến cái thời điểm hiện tại đó thì anh không còn có bất kỳ một cái linh cảm hoặc một cái dự cảm nào về tương lai của bản thân mình nữa. Và bẵng đi một cái thời gian sau khi mà anh thoát được một cái trận bị đòn ha, thì cái công siêu rượu đối diện cái mặt tiền của nhà bà nội á các bạn, thì người ta quy hoạch nó lại thành một cái khu dân cư. Và ba mẹ anh thì cũng có cãi lộn với lại gia đình á, cho nên là mới mua một cái miếng đất ở trong cái khu dân cư đó và dọn qua bên kia để sinh sống. Và trong cái quá trình mà chuẩn bị làm cái giấy tờ các bạn, thì tự nhiên cái hôm đó mẹ của anh hỏi anh một câu như thế này nè. Mẹ anh kêu là: ê Bảo ơi, cái nhà đối diện cái miếng đất mà mình vừa mua đó, người ta hỏi mình á là có đổi cái miếng đất xong rồi bù thêm tiền để lấy cái ngôi nhà của họ được không? Tại vì họ nói là để cái nhà đó để trống cũng không có ai ở, cho nên là họ muốn lấy cái miếng đất kia để mà tiện cái bề để dành thì nó sẽ hay hơn. Có nghĩa là có một cái người hàng xóm trong khu nhà của anh Bảo ha, họ muốn đổi cái miếng, cái căn nhà của họ để lấy cái miếng đất, và đồng thời là nhà anh Bảo sẽ bù thêm vô xíu tiền. Khi này á thì anh Bảo mới hỏi lại mẹ của anh là: ủa nhà đó xưa giờ không có ai ở không, mà sao người ta kêu để trống vậy mẹ? Thì mẹ của anh mới trả lời đó là lúc trước trong cái căn nhà đó thì có hai ông bà già ở, nhưng mà chết khoảng đâu chừng 1-2 năm rồi. Và cái ông mà đòi đổi cái căn nhà để lấy cái miếng đất đó, nó chính là con trai của cái ông bà già kia. Sau một hồi suy nghĩ thì anh Bảo mới kêu mẹ của mình á là theo anh á thì là đằng nào cũng phải bỏ tiền ra để mà mua đất và xây nhà thôi. Thì thôi, đất của mình mới mua thì mình cũng cất cái nhà mới luôn đi để mình ở, chứ biết cái nhà kia có cái gì ở trong đó không mà đổi. Ví dụ nha, lỡ người ta mà xây không vừa ý mình vào trong đó ở cũng không thoải mái, chưa kể tới việc lỡ mà có ma nữa thì sao. Khu này kiểu nhiều khi cũng không nói trước được, cho nên thôi mẹ đừng đồng ý, cứ xây cái nhà mới trên cái miếng đất mình mới mua trong khu dân cư đi. Khi mà nghe nói xong á thì mẹ anh cũng trả lời là: ừ mẹ cũng nghĩ vậy. Và rồi cuối cùng gia đình anh xây một cái nhà trên cái miếng đất mới mua trong khu dân cư ha. Và tả sơ về cái nhà chút xíu, cái nhà đó là một cái nhà nó có một cái gác lửng với là cái sân thượng, ba mẹ thì ở dưới trệt, anh thì ở trên lầu, và ở phía sau ở trên lầu đó thì là phòng của em gái anh, là do trong cái phòng đó thì nó có cái toilet riêng. Vào ở được thời gian rồi thì anh mới nghe kể câu chuyện như vậy nè, là cái nhà kế bên nhà của anh Bảo đó, nó có hai đứa nít. Và cái buổi chiều thì ông bà nội hay dẫn cháu ra sân chơi mà. Nhưng mà lạ lắm ha, cứ mỗi lần ra chơi á thì hai đứa trẻ con này nó lại nhìn vào trong cái nhà đối diện, là cái nhà có hai ông bà già mất á các bạn. Hôm á thì cười cười nói nói, và có hôm á thì nó khóc thét lên, nó đòi vào trong nhà. Và mãi 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 kiểu gặng gặng hỏi ra đó, thì hai đứa nhỏ này nó mới kêu á là nó thấy bên nhà đó có hai ông bà già cứ đi ra đi vào nha các bạn. Lúc đứng á, lúc thì ngồi, có lúc thì chọc tụi nó, và có lúc thì hù tụi nó, làm cho tụi nó sợ và nó khóc ré lên. Và kể từ khi nghe được như vậy thì buổi chiều xuống là ông bà nội của hai đứa nhỏ không có dám dắt cháu ra sân chơi luôn. Và cũng may ha, khi đó là gia đình anh cũng sáng suốt là không có đồng ý để mà đổi vào trong căn nhà đó ở.
chứ không là bây giờ hối hận không kịp rồi. Nhưng mà tránh vỡ dưa thì gặp vỡ dừa các bạn. Bởi vì trong cái miếng đất của cái công siêu độ cũ này thì nó cũng không phải là kiểu yên lành gì. Trong cái sự kiện đầu tiên khi mà Nguyễn kể về ông Năm, em rể của bà nội có liên quan tới cái công siêu rượu đó, thì do chỗ này bị bỏ hoang nhiều năm và cái vùng đất này nó nhiều âm khí đi, cho nên chắc chắn là bên trong nó có. Và kể cả khi mà quy hoạch lại thành khu dân cư rồi thì vẫn còn ha. Cụ thể là trong căn nhà khi mà ba mẹ của anh Bảo xây lên á, ngay cái tuần đầu tiên mà dọn vào bên trong luôn các bạn, là anh Bảo đã bị rồi. Anh kêu là lúc mà anh nằm ngủ, đang khi mà thiêu thiêu á các bạn, thì anh cứ nghe tiếng cười giỡn nè, xong rồi tiếng nói nè, xong rồi tiếng kèn, tiếng trống, xong rồi thậm chí có cả những cái tiếng hát và những cái tiếng lục đục nữa. Thì thoạt đầu tiên anh nghĩ là âm thanh từ hàng xóm vang lên thôi, và cũng có thể khả năng là ăn trộm. Cho nên lúc nào anh cũng để một cái cây ở trong phòng ngủ, ngay chỗ mình ngủ á, để mà phòng hờ á. Và có những lần ha, nghe những cái âm thanh đó thì anh cũng cầm cái cây anh đi khắp nhà để anh kiểm tra lượt luôn, thì tuyệt nhiên là không thấy cái gì hết. Và cái lúc trở lại trong cái phòng ngủ thì mọi thứ nó lại bình thường. Ở được khoảng tầm một tuần, kể từ sau đó trở đi thì cũng không còn gặp nhiều hiện tượng lạ đâu. Mãi cho đến khi mà ở được một năm á, em gái của anh ở cùng trên lầu ha các bạn, chạy qua để nói với anh Bảo nè, anh ơi, anh qua phòng ngủ với em đi, tại vì trong phòng em á có ma. Khi mà hỏi ra thì em gái của anh Bảo mới kể là ban nãy đang nằm ngủ thì bị ma nó khiều chân. Và nghe xong thì anh cũng qua bên kia anh nằm với em gái mình ha. Và cứ tưởng đâu là có hai người thì đỡ hơn, nhưng cái đêm đó các bạn, cái vong trong gia đình đó đó, nó không có khều em gái của anh Bảo nữa mà nó khều qua tới anh luôn. Và khi này thì cũng chỉ biết nằm chịu trận thôi, chứ biết làm gì nữa giờ. Và sáng hôm sau thằng có kể cho ba mẹ của mình nghe. Khi đó thì ba mẹ của anh Bảo không có phản ứng gì hết, cho đến cái bữa trưa, không biết là ba đi đâu ha. Ba có đem về theo một cái bánh bao và đi ra phía sau nhà bếp, bắt đầu thắp nhang lên và khấn vái. Và khi cúng xong rồi thì ba có kể cho anh Bảo nghe đó, là sáng giờ ba đi coi thầy bói. Và ông thầy bói ổng coi, ổng kêu là sau lưng nhà anh xéo xéo á, nó có vong hồn của một cái thằng nhóc. Và cái thằng nhóc này ngày xưa nó bị chết đuối các bạn, và không hiểu vì cái lý do gì mà nó lại đi vào trong nhà của anh để mà quậy phá. Cho nên là mới kêu ba anh cúng cho nó đi, kêu nó là bây giờ đi đầu thai đi. Nhưng mà thằng nhỏ nó không chịu nha. Nó làm nhiều thứ lắm các bạn để chứng minh là có cái sự hiện diện của nó trong nhà. Và trong cái thời gian mà bị nhát như vậy, cho nên là em gái của anh Bảo sợ mới kêu anh Bảo là thôi bây giờ anh đổi phòng với em đi. Thì anh Bảo cũng đồng ý. Và trong cái phòng của em gái anh Bảo thì có một cái toilet riêng. Và trong toilet thì có một cái xô với một cái ca bằng mũ. Anh kể lại là trước khi ngủ các bạn, ảnh đều nghe thấy là cái tiếng xả nước, xong rồi cái tiếng xô, tiếng ca đập kinh vào nhau hết. Nhưng mà khi đi vào trong kiểm tra thì lại không thấy gì. Cái lần thứ hai, khi mà anh đang ngồi trên giường đọc sách như vậy nè các bạn, thì cái hướng mặt của anh á, một bên là cửa chính, còn bên là cái cửa toilet. Và có mấy lần anh nhìn thấy ha, anh thấy á, là có một cái bóng trắng đi xuyên qua cái lớp cửa chính, sau đó là đi từ từ hướng về cửa toilet, sau đó là quẹo vào bên trong. Cái lần thứ ba, cũng trong lúc anh đang ngồi trên giường tựa lưng như vậy nè các bạn, đang ngồi để mà đọc sách á, thì ngay chỗ trên đầu giường có mấy con thú bông giống như vậy nè. Thì cái con thú bông nó đang ngồi thẳng, thì anh chứng kiến rõ ràng luôn là không hiểu là ai đụng vào trong người của nó mà nó từ từ nó nghiêng qua, sau đó là nằm thẳng xuống dưới đất. Cái sự kiện tiếp theo liên quan tới cái việc quỷ nhập tràng mà cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay. Vào năm mà anh học lớp 10 hay lớp 11 gì đó thì anh không có nhớ chính xác, nhưng mà bà cố của anh khi đó là mẹ của bà nội ha. Bà cố năm đó cũng hơn 90 rồi các bạn, đầu óc thì cũng còn minh mẫn lắm, nhưng mà do cơ thể không chịu được cho nên là bà mất vì tuổi già, chứ không có ốm đau bệnh tật gì hết. Thì cái hôm đó anh đi học về có đạp mà xe ngang nhà của bà nội đó, thì thấy là mọi người bu đen bu đỏ trong đông quá trời đông luôn, nên là anh mới quẹo vô để mà coi sao. Thì anh mới thấy là bà cố của anh đã được đặt nằm trên cái bộ ngựa rồi các bạn. Có nghĩa là cái giường gỗ ngày xưa dưới miền Tây người ta hay gọi là cái bộ ngựa đó. Và cái bộ ngựa này nằm ở trước cái bàn thờ gia tiên. Thì anh cũng đoán ở trong đầu chắc là bà cố của mình sắp mất rồi. Anh cũng đi vô trong bình thường lắm. Thấy bà nằm đó thoi thóp vậy thôi chứ cũng chưa mất. Cho nên là anh mới đi về nhà cơm nước rồi chuẩn bị đi học vào cái buổi chiều. Đến chiều về ha, đi ngang nhà bà cố lại nhảy vào trong để mà coi lần nữa, thì thấy là mọi người đã bưng bà cố từ cái bộ ngựa ở gian nhà trước đi vào trong cái gian nhà sau để nằm nghỉ. Thì mọi người mới giải thích đó, là bà cố nằm ở trên nhà trước hồi sau tự nhiên cái bà khỏe lại, cho nên là mọi người mới ẵm bà ra gian nhà sau.
Nhưng mà có một cái sự việc kỳ lạ như vậy nè các bạn. Nằm ở cái gian nhà sau được một hai hôm á thì bắt đầu là kiểu giống như là hấp hối nữa, thì mọi người lại ẵm ngược lên trên cái bộ ngựa đằng trước. Nhưng mà ra bộ ngựa thì nằm được ngày thì bà khỏe lại, cho nên lại ẵm ngược trở về lại phía sau. Và cứ làm liên tục 3 4 lần như vậy, cho nên là gia đình khi này bắt đầu là nghi ngờ rồi. Nhưng mà cũng chưa ai nghĩ đến vấn đề quỷ nhập tràng đâu, tại vì lâu lắm rồi, không có chứng kiến hay là cũng không có ai nhắc gì đến cái sự kiện quỷ nhập tràng hết. Trong cái lúc mà bà cố nằm khỏe ở gian nhà sau á thì mọi người có lại thăm bà, thì cũng thấy là bà nói chuyện bình thường lắm các bạn. Nhưng có điều là bà hay kêu, xung quanh đây có rất là nhiều trẻ con, tụi nó cứ chạy giỡn lung tung hết. Mà cái thời điểm đó nhà đâu có nhiều kiểu con nít đâu. Và có một cái điểm nữa ha, là bà không có ăn gì hết nha các bạn, chỉ đòi ăn có mỗi thịt gà mà thôi. Đưa đồ ăn khác lên á là bà không chịu. Khi mà thấy được những cái điểm nó lạ lùng như vậy thì gia đình mới cử người lên trên chùa Trắng á để mà tìm sư thầy hoặc là đi coi thầy gì đó. Nhưng mà anh Bảo này anh nói chắc là đi tìm thầy, tại vì gia đình bên đạo nội, bên nội của anh á là theo đạo Cao Đài, mà bên đạo Cao Đài thì không có cho gọi sư thầy của bên đạo Phật. Và sau khi mà đi coi thầy xong á các bạn, thì ông thầy ông có nói á là bà cố của anh ha đã bị ma quỷ nhập vào. Mà kinh khủng hơn là không phải một con đâu, mà 8-9 con ma nhập vào trong xác của bà cố. Ông già nè, đàn bà nè, đàn ông nè, trẻ nhỏ, tất cả đều có đủ hết. Và tụi nó thay phiên nhập vào trong người của bà để mà đòi ăn cái này cái kia. Khỏi phải nói rồi, nghe xong gia đình hoảng quá trời luôn, hỏi ông thầy là làm sao để mà giải quyết. Thì ông thầy mới kêu là đặt bà cố ra ngoài trước ngay chỗ cái bộ ngựa đi, chứ đừng có đặt ra ngoài nhà sau nữa, tại vì để ngoài sau là sẽ dễ bị nhập hơn. Cứ đặt ngoài trước cho đến lúc bà cố mất thì thôi. Và ông còn dặn thêm một câu chí tử nữa đó, là trong gia đình con cháu ai lại gần bà cũng được, ngoại trừ một người. Cái người này nha mà lại gần thì sẽ bị bảo hù và bà sẽ kéo cái người đó theo luôn. Tới cái lúc này nè các bạn, thì anh Bảo cũng không có biết là ông thầy ổng có làm cái bùa chú gì hay không. Và anh cũng thấy ổng ghé qua nhà một vài lần. Anh tả lại là nhìn ông thầy cũng tầm khoảng 40 tuổi, nhìn giống như là một người đàn ông bình thường vậy đó. Và lý do một phần nữa là anh cũng đi học suốt luôn, toàn bộ câu chuyện là anh cũng nghe kể lại thôi, cho nên là về cơ bản cũng mơ hồ lắm. Sau khi đó thì gia đình cũng thống nhất là đặt bà cố nằm ngoài bộ ngựa trước cái bàn thờ gia tiên luôn. Thì bà vẫn cứ nằm đó trong suốt tuần lễ các bạn. Gia đình khi này thì cũng tập trung thay phiên nhau để mà thức canh ha. Nhà cửa thì trang trí sẵn giống như là có đám ma vậy đó, chỉ chờ là bà mất là làm đám liền luôn. Và hàng xóm xung quanh khi mà hay tin bà mất, ban đầu người ta cũng có tới lô để mà thăm viếng. Nhưng mà từ khi hay tin bà bị quỷ nhập tràng ha, thì tuyệt nhiên cứ sau 5 giờ chiều là không có ai dám đi ngang hoặc là đi lại gần nhà của bên nội. Người ta sợ các bạn, và dĩ nhiên á là người ta cũng đồn ầm cái chuyện này lên luôn. Và trong suốt một cái tuần đó ha, trong nhà thì cũng có nhiều người tự ý đi coi thầy khác về, rồi cũng nêu ra đủ lý do hết trơn á. Nào là đang đợi một người bà con ở xa về nhìn mặt lần cuối thì mới chết được, còn kiểu tâm nguyện kiểu chưa thành nên chưa chịu ra đi. Rồi cũng có mấy người á đi lại gần bà cố á các bạn, kiểu đóng vai người bà con xa về nhìn mặt, rồi cũng nói là thực hiện tâm nguyện cho bà. Nhưng mà cuối cùng á thì cũng có được đâu, do là bà cố bị quỷ nhập tràng vào mà. Và bà cứ nằm ở đó như vậy á các bạn, nhìn lên trên trần nhà xong mà nhìn ra xung quanh. Ai lại hỏi thăm á thì lúc nào cũng kêu á là cho ăn thịt gà, cho ăn thịt gà, và cười nói bập bẹ chứ không có nói chuyện rõ ràng nữa. Và khi này nè, những cái người mà lại vệ sinh người kiểu như là lau người, lau mặt, lau tay, lau chân á, thì họ kêu là cơ thể của bà bắt đầu là chảy nước vàng và có triệu chứng á là phân hủy từ từ. Và các bạn hiểu những cái trường hợp mà bị quỷ nhập tràng như vậy có nghĩa là người ta đã chết rồi. Cái vong hồn của người ta là xuất ra khỏi cơ thể, và thay vào đó là vong hồn của những cái con ma, của những cái con quỷ nhập vào trong đó để mà đòi ăn thôi. Và cứ nằm liên tục như vậy trong suốt một tuần luôn ha các bạn, và đặc biệt là không bao giờ chịu ngủ hết. Khi này mọi người mới nhớ lại tới cái lời của ông thầy ông nói trong cái lần đầu tiên đi coi á. Ông kêu là ai đi lại gần cũng được, nhưng chỉ có một người là không được. Và khi đó cũng không biết cái người mà ông thầy nhắc tới là ai, mãi cho đến một lần có một cái ông chú kìa. Cái ông này tên là ông Minh, là con của ông Năm. Ông Năm chính là cái người bị ma chết đuối hù mà Nguyễn đã kể trong câu chuyện phía trên á. Mỗi lần mà ông Minh đi lại ha, thì bà cố lúc nào cũng khè khè, sau đó hả cái miệng ra. Nhìn gương mặt có dữ tợn lắm, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cái ông này vậy đó. Và tất nhiên chỉ có mình ổng là bị vậy thôi. Anh Bảo á,
Cũng có mấy lần lại ngồi gần bà cố, nhưng mà bà cố cũng không làm gì, chỉ có liên miệng nói là cho tao ăn thịt gà đi. Và câu chuyện cứ diễn ra như vậy ha các bạn, cho đến một cái buổi trưa kia khi mà anh bà anh đi học về, chạy ngang qua bên nhà của bà nội thì thấy là mọi người đang bu đen bu đỏ trong chỗ mà bà cố nằm, ngay chỗ cái bộ ngựa phía trước đó. Khi này anh nghĩ chắc là mọi người đang vệ sinh cho bà, cho nên là anh cũng không có đi vào và chỉ đứng ở phía rào để mà nhìn vô trong thôi. Thì lúc đó cô tám của anh ha, đang đứng ở trong nhà nhìn ra bên ngoài, thấy anh đứng ở trước cửa rào á thì sợ quá trời sợ luôn, lập tức á là chạy xuống dưới bếp nha, kêu mẹ của anh lên, rồi mẹ của anh chạy ra đuổi anh đi về nhà liền. Và lúc đó anh cũng đâu hiểu chuyện gì đâu, cũng chỉ biết đi về nhà thôi, tắm rửa ăn cơm xong rồi chiều đi học tiếp. Đến cái buổi chiều khi mà tan trường, anh đi ngang qua nhà nội thì thấy là mọi người cũng liệm bà cố luôn rồi các bạn. Anh cũng đi vào trong ha, thắp nhang này kia, anh hỏi mẹ anh á, thì mẹ mới giải thích lý do vì sao hồi sáng lại làm như vậy. Là do khi đó gia đình đã rước ông thầy qua để mà làm lễ trừ tà, để trục xuất mấy con vong trong người của bà cố ra để bà được ra đi thanh thản. Mà cái hướng trục á, là lại chính là cái hướng cửa nhà của anh. Mà khi đó anh lại đứng đúng ngay cái chỗ cái rào nữa, cho nên là cũng rất là sợ sẽ gặp chuyện gì. Và cũng không có cho anh đi vào trong này luôn, do cũng biết là anh yếu bóng vía, hay gặp này gặp kia, sợ là mấy con vong bị trục ra nó sẽ nhập vào trong xác của anh thì có chuyện sẽ không có hay. Khi này thì anh cũng được nghe mọi người kể lại về cái buổi làm lễ đó. Là ông thầy ha, ông bẻ nhỏ mấy cái lưỡi lam, sau đó cho vào trong một cái chén nước, khoáng bùa khoáng chú gì đó, rồi cuối cùng là đưa cái chén cho bà cố uống. Và lúc mà uống á các bạn, thì cảm giác đau đớn mà mọi người nhìn tội nghiệp lắm kìa. Và mặc dù biết á, là bà cố, là mẹ của mình, là bà của mình đã chết rồi, bây giờ chỉ còn là cái xác bị ma quỷ tận dụng mà thôi, nhưng mà chứng kiến cảnh tượng đó thì cũng hơi đau lòng á. Đối với những cái người khác ở trong gia đình thì sự việc này đã kết thúc rồi, nhưng riêng với anh Bảo và một người nữa thì chưa. Ngay cái thức đầu tiên sau khi bà cố mất á, thì anh Bảo có nằm cái giấc chiêm bao. Anh thấy là mình đang đi bộ từ nhà của anh đi qua bên nhà nội, thì thấy ngay chỗ gian trước ha, bà cố đang nằm im bất động trên cái bộ ngựa. Anh cũng đi vào trong như bình thường các bạn, thì bất ngờ á, là bà cố ngồi bật dậy. Và cái gương mặt của bà trong cái tiềm thức, trong cái ký ức của anh á, là một người rất là hiền lành nhẹ nhàng luôn. Nhưng bây giờ thay vào đó là một cái gương mặt cực kỳ dữ tợn. Và cứ dí, cứ đuổi, cứ đánh anh liên tục như vậy trong giấc mơ. Mà anh cũng sợ quá mà các bạn, cho nên cứ cắm đầu mà chạy thôi, cứ la làng lên, và một hồi sau á, thì anh giật mình tỉnh dậy. Qua ngày hôm sau thì anh cũng có đi qua bên nội để mà thắp nhang khấn vái cho bà ha. Và từ đó về sau thì anh cũng không còn mơ thấy bà lần nào nữa, cũng như là không nghe ai nhắc gì về bà. Và cái người thứ hai Nguyễn vừa nhắc tới chính là cái ông chú Minh. Cái ông chú này á, theo như cái lời ông thầy lần đầu tiên gia đình đi coi kêu là ai lại gần bà cố cũng được, chỉ có duy nhất một người thôi, không có được phép lại gần. Tại vì nếu làm như vậy, bà cố bà sẽ rất là hung dữ và bà sẽ bắt cái người này theo. Và quả nhiên là chuyện đó xảy ra nha các bạn. Chưa tròn một năm sau cái ngày bà cố mất á, thì cái ông chú Minh kia ông cũng qua đời luôn. Và chết đột ngột lắm các bạn. Không nhớ rõ là đột quỵ hay là bị tai nạn xe nữa, nhưng mà mọi người nói lại về cơ bản là cái chết này có liên quan ít nhiều tới bà cố của anh. Và cái sự kiện tiếp theo cũng có liên quan tới người bà, nhưng mà đây là bà tổ cô ở bên dòng họ mẹ của anh Bảo. Sau khi mà mua cái căn nhà mới ngay chỗ cái khu dân cư được một năm rồi các bạn, thì mọi chuyện nó bắt đầu xấu đi. Gia đình thì lục đục nè, ba mẹ làm ăn thì càng ngày càng thất, và làm gì cũng không được hết trơn á. Nói chung á là xui xẻo đủ đường. Và cái thời điểm đó thì anh Bảo này anh cũng có người yêu rồi ha các bạn. Cái thời trẻ trâu mà, đâu biết quan tâm gì đến gia đình đâu, chỉ lo cho bản thân nè, lo cho bồ, rồi cái chuyện học hành cũng không có tiến bộ nữa. Với lại thêm một phần anh thì bản tính ngày xưa là cũng quậy có tiếng luôn các bạn. Và anh kể là lúc đó anh học ở trường Thủ Khoa Nghĩa, và ai ở Châu Đốc thì chắc chắn là sẽ biết cái trường này. Và chính vì cái tính của ổng ha, càng làm cho gia đình của ổng rối ren thêm muôn phần luôn. Và trải qua một năm sóng gió như vậy thì cuối cùng mọi thứ nó cũng dần dần ổn định lại. Nhưng mà mẹ của anh thì lại bắt đầu có những cái biến đổi lạ ha các bạn. Cụ thể là tính tình nóng hơn nè, tâm tính thất thường nè, rồi thêm nhiều thứ khác mà anh không có nhớ rõ. Và trong một cái lần nọ khi mà đi coi thầy á, thì người ta kêu là mẹ của anh có căn, và trong dòng họ có bà tổ muốn mượn xác của mẹ để mà về cứu nhân độ thế. Nhưng mà mẹ của anh khi đó không chịu ha các bạn. Tại vì mẹ nói đó là mẹ còn hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học nữa. Bây giờ lỡ nếu như cho bà tổ cô mượn xác á, lỡ bị khùng khùng điên điên không tỉnh táo, rồi ai lo cho hai đứa con được.
cho nên là mẹ từ chối. Và cũng chính vì cái chuyện này cho nên là bà bị bà tổ cô hành dữ lắm. Sau khi mà đi về nhà hỏi những cái người cao niên trong dòng họ thì người ta mới kể ra các bạn. Cái lúc mà bà tổ cô còn sống độ khoảng tầm 15-16 tuổi gì đó thì không biết vì cái lý do gì mà ba mẹ của bà la rầy bà dữ lắm. Bà nghĩ quẩn ha, cho nên là bà treo cổ tự tử. Và chính vì cái chết trẻ như vậy cho nên bà cực kỳ là thiên luôn. Và trong cái thời gian đó thì mẹ với lại dì của anh Bảo cũng có đi nhiều thầy lắm để mà tìm cái cách hóa giải. Thì có một lần ha, dì của anh đi coi bói về kể lại đó là cái bà thầy gọi hồn của bà tổ cô nhập vào trong xác của mẹ anh để mà nói chuyện. Thì khi mà vừa nhập xác là mẹ anh thay đổi liền các bạn. Ngồi uốn éo tay chân giống như là một người tập yoga chuyên nghiệp vậy đó. Rồi nói đủ thứ tiếng trên đời hết trơn. Và nội dung cuộc nói chuyện thì dì không có kể thêm, nhưng mà chung quy cũng với cái mục đích là muốn nhập về xác. Nhưng mà mẹ không có đồng ý cho nên là bà cũng khó mà về được. Và cuối cùng là bà quyết định là sẽ hành hạ mẹ để mẹ sợ mà đồng ý. Và không chỉ riêng mẹ đâu ha, dì cũng bị bà tổ cô nhập vào mấy lần. Và trong những lúc mà dì dượng cãi nhau các bạn, bà tổ cô hiện về ha, đòi bắt dì đi. Và phải nhờ một cái bà lớn ở trong dòng họ ra quỳ trước bàn thờ bà tổ cô cả buổi luôn. Rồi anh em là con cháu là ngồi năn nỉ quá trời năn nỉ, thì bà tổ cô mới chịu thôi và xuất ra ngoài. Dượng của anh kể lại là có một lần các bạn, khi mà Dượng mua đồ cúng về cúng ông Độ Mạng đó mà không có cúng cho bà tổ cô. Cái bàn thờ của ông Độ Mạng và bà tổ cô để kế bên nhau. Khi mà cúng xong á, ông Dượng ông đi vào trong phòng ngủ thì lập tức là thấy vợ của mình ha các bạn. Người thì đứng thẳng lên như vậy nè, mắt thì long sòng sọc trợn ngược lên nhìn thẳng vào Dượng giống như là kiểu tức giận lắm vậy đó. Cho nên ông Dượng biết rồi, lập tức là chạy đi ra mua thêm phần nữa cúng trên bàn thờ của bà tổ cô thì mới yên chuyện. Sau khi mà đi coi thầy khắp nơi để mà giải quyết cái sự việc của mẹ anh Bảo, gia đình cũng có về dưới nhà bà tổ cúng kiến các thứ á, thì tưởng đâu là mọi thứ nó sẽ êm xuôi trở lại do là cái tần suất bị hành càng ngày nó càng giảm đi. Nhưng mà chỉ được thời gian thôi ha, lâu sau đó nó lại trở nặng lại như bình thường. Và khi này lần nữa gia đình lại đi coi bói thì ông thầy ổng kêu á là đúng bà tổ cô á là hành ít đi rồi, nhưng có một cái người khác thay bà tổ để mà hành mẹ của anh Bảo. Ông thầy ổng nói là cái người đàn ông này nè, cái vong á là một người đàn ông gốc Trung Quốc từ rất là lâu rồi, phải cả mấy trăm năm rồi các bạn. Và ổng là cái thương gia ha, đi buôn ngang qua cái mảnh đất này bị cướp giết và nằm lại đây. Và xương cốt thì tất nhiên qua mấy trăm năm là mục đã trơn rồi. Mà cái vị trí ổng nằm á là ngay cái toilet ở trong phòng ba mẹ của anh Bảo. Khi đó thì cũng có gọi hồn cái người đàn ông đó lên ha. Và ổng kêu á là lúc đầu thấy mẹ của anh đẹp thì cũng chỉ chọc ghẹo như vậy thôi, nhưng mà sau này đi theo làm lính của bà tổ cô rồi cho nên là mới hành mẹ. Và có một cái sự việc liên quan tới cái việc hành của cái người đàn ông đó như sau nè. Cái đêm đó khi mà hai mẹ con anh đang nằm ở trong phòng á, anh thì ở trên giường ha, anh bấm điện thoại, còn mẹ thì đang ngồi chỗ bàn máy may. Thì đang yên đang lành tự nhiên cái mẹ kêu anh Bảo á là Bảo ơi, con qua đây con coi thử coi sao tự nhiên mặt của mẹ nóng rát lên dữ vậy. Thì khi mà anh Bảo qua tới nơi ha, anh nhìn thấy ủa mặt của mẹ mình bình thường mà đâu có gì đâu. Nhưng đúng 5 giây sau ha, anh thấy rõ ràng á là mặt của mẹ anh nó từ từ nó đỏ lên và cuối cùng là hiện nguyên 5 cái dấu tay của một cái người đàn ông nó rất là lớn ha, in lên trên một bên má của mẹ anh luôn. Và khi này nè, hai mẹ con cũng sợ lắm các bạn, nhưng giờ đâu biết làm gì đâu. Cho nên cuối cùng á là mẹ anh có lâm trong cấn vái và tiếp tục á là may đồ. Và một hồi nữa thì cái hiện tượng đó nó bắt đầu là nó biến mất. Và cứ liên tục diễn ra như vậy ha. Bản thân anh thì như Nguyễn vừa nói là kiểu cũng thời gian đó thì cũng không có quan tâm gì mấy, kiểu gia đình cũng tập trung vào bản thân xong rồi lo cho bồ bịch này kia. Và đến khi mà anh chuẩn bị thi tốt nghiệp và lên đại học đó, thì mẹ của anh có phát nguyện là sẽ ăn chay một năm để cầu cho anh đậu tốt nghiệp và đậu đại học. Và cuối cùng thì anh đậu sát nút tốt nghiệp ha, và đậu hai ngành của cao đẳng. Và sau khi ăn chay được một năm rồi thì anh cũng khuyên mẹ của anh là cứ ăn luôn đi. Vì thấy là từ lúc mẹ ăn chay cộng thêm với cái việc là nghe kinh kệ thì ít bị hành hạ hơn về tinh thần. Nhưng mà mẹ cũng ăn được đến cái năm thứ ba thì ngưng. Tại vì gia đình thì có hai vợ chồng thôi, mà mẹ ăn chay rồi, ba ăn mặn thì thấy cũng buồn, cho nên là cuối cùng mẹ quyết định là ăn mặn lại với ba luôn. Và mãi về sau này nữa thì cũng còn những cái sự kiện liên quan tới bà tổ cô, nhưng mà anh bảo anh kêu á là anh sẽ gửi cho Nguyễn trong một cái email khác. Và đến đây cũng là kết thúc cái nội dung video hôm nay của chúng ta rồi.
Đầu tiên thì Nguyễn xin được phép cảm ơn anh Bảo ha. Tất nhiên là em đã đổi tên của anh rồi, và sau đây thì em sẽ chắc là sẽ nhắn tin cho anh để anh đi vào anh nghe câu chuyện của mình. Cảm ơn anh đã gửi cho em một cái câu chuyện nó rất là hay như vậy, và cũng lâu lâu lắm rồi em không được kể về cái chuyện quỷ nhập tràng cũng như là bà tổ cô nữa. Và rất là chờ mong cái email sớm của anh, vì em biết là anh cũng rất là bận luôn. Và thứ hai là cũng cảm ơn tất cả mọi người ha đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay á thì đừng quên like, share cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn. Và nếu những bạn nào, những cô chú anh chị có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Và các bạn đừng quên là Nguyễn có một kênh hồ sơ X như Nguyễn vừa nói đầu video ha. Đường link Nguyễn để trong phần mô tả. Đường link email để gửi chuyện Nguyễn cũng để trong phần mô tả. Đường link Facebook nè, đường link page, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả và cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.